Chào mừng các khán giả của Gia Bảo Luxury đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ. Audemars Piguet Royal Oak of Seoul Scuba Pautic chính là gã thợ lặn tài ba mà chúng tôi sẽ nhắc đến trong video ngày hôm nay. Hãy cùng chờ xem là liệu mẫu đồng hồ này có chinh phục được các anh em không nhé. Đặt chân vào lãnh địa đồng hồ Audemars Piguet, ta không chỉ được chiêm ngưỡng cơ man các tuyệt tác thời gian từ những cỗ máy phức tạp hoàn hảo, những trang bị mới lạ độc quyền, thương hiệu mà còn được lắng nghe những câu chuyện ẩn giấu trong những chiếc đồng hồ. Ở đó, con người đâu chỉ bị hấp dẫn bởi ánh hào quang của những mẫu đồng hồ Royal Oak vang bóng, mà còn là sự bí ẩn của những chiếc Royal Oak of Seoul, đứa con ghẻ của làng đồng hồ cao cấp một thời. Có thể nói sự nổi tiếng của Royal Oak of Seoul của Audemars Piguet ngày nay được coi là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nhà sản xuất khi tạo ra những cỗ máy thời gian với chức năng hiện đại, sẵn sàng đương đầu với các thương hiệu lớn. Một trong số đó phải kể đến phiên bản Audemars Piguet Royal Oak of Seoul Scuba Pautic. Xuất hiện trong diện mạo đầy mạnh mẽ với bộ khung vỏ bát giác làm từ thép không gỉ, chiếc đồng hồ lặn của nhà Audemars Piguet đã trở thành một trong những đối thủ nặng ký với đồng hồ Rolex Submariner biểu tượng. Cùng thuộc phân khúc đồng hồ lặn nhưng mà những gã kình ngư trẻ tuổi này có những điểm khác biệt với Rolex lão làng vô cùng thú vị mà không phải là ai cũng dễ dàng nhận ra. Điểm khác biệt đầu tiên mà chúng ta có thể nhận thấy đó là kích thước vỏ siêu lớn 42mm. Với 54mm chỉ phù hợp với những người có chu vi cổ tay là 18cm. Một con số khá là kén người đeo đúng không ạ? Đặc biệt là với nam giới Á Đông, thế nhưng mà mang phong cách vô cùng thời thượng hấp dẫn. Là phiên bản đồng hồ giới hạn, tuyệt tác này có giá trị sở hữu vô cùng cao, không chỉ bởi ngoại hình táo bạo, bắt mắt, độ khan hiếm mà còn mang giá trị sưu tầm lớn. Vẫn là thiết kế vành bezel cố định đặc trưng với 8 ốc vít chặt được mài giũa cẩn thận, được đặt cùng mặt số họa tiết kẻ caro tông đen huyền bí. Chính sắc đỏ của vòng tròn tính thời gian lặn đã trở thành điểm nhấn mà bất cứ ai khi nhìn vào mẫu đồng hồ này cũng không khỏi rời mắt. Nếu như những chiếc đồng hồ Rolex Submariner sở hữu vành bezel xoay với vòng tròn tính thời gian lặn in nổi, thì ở tạo tác này, chức năng đó lại được trang bị ở viền mặt số, bao bọc trong lớp kính sapphire chống lóa, chống xước vô cùng tuyệt vời. Vòng tròn tính thời gian lặn của Royal Oak of Seoul Scuba Pautic được điều chỉnh theo núm xoay ở vị trí 10 giờ bên trái vỏ đồng hồ. Đối với cá nhân tôi thấy thì cơ chế này thật là khó điều khiển, nhất là khi mà xoay núm điều chỉnh trong bộ trang phục thợ lặn cồng kềnh. Thay vì sử dụng các hợp chất kim loại như là nhiều mẫu đồng hồ lặn khác trên thị trường, Audemars Piguet Royal Oak of Seoul Scuba Pautic lại được trang bị dây đeo tay bằng cao su. Các nhà chế tạo đồng hồ của hãng đã lý giải rằng là cao su thì có độ đàn hồi và khả năng chống nước tốt hơn bất cứ chất liệu nào. Ngay cả hợp kim, kim loại cũng sẽ bị biến dạng khi mà chịu lực tác động vượt ngưỡng giới hạn và vẫn có thể bị ăn mòn bởi nhiều yếu tố khác. Trong khi đó thì dây đeo cao su không hề thấm nước, cũng không dễ dàng biến dạng bởi ngoại lực. Đây là chất liệu lý tưởng để sản xuất dây đeo cho đồng hồ lặn và có độ bám chắc, thời trang không thua kém bất cứ chất liệu cao cấp nào. Một ưu điểm nữa của tạo tác này là thu hút sự chú ý của công chúng, đó là khả năng kháng nước ở độ sâu 300m, độ sâu mà các mẫu đồng hồ lặn có thể đạt được tính đến thời điểm hiện tại. Mặt số đồng hồ cũng là điểm nhấn thú vị mà chúng ta không thể bỏ lỡ. Được thiết kế dựa trên bản vẽ truyền thống của thương hiệu Audemars Piguet, với họa tiết ô vuông kẻ caro ở vùng trung tâm mặt số, được bao quanh bởi các chữ số Ả Rập màu trắng, kích thước lớn, cùng với bộ kim thanh mảnh đặc trưng đã tạo nên một tổng thể hài hòa. Chất phát quang được phủ lên bộ kim và chữ số giúp tăng mức độ dễ đọc và đảm bảo cho thợ lặn có thể theo dõi đồng hồ trong môi trường thiếu ánh sáng. Không chỉ sở hữu mặt số thú vị, phiên bản này còn có mặt sau độc đáo với biểu tượng trụ sở Audemars Piguet dập chìm sắc nét. Trên viền mặt sau là tên đồng hồ cùng với bộ sưu tập hoành tráng, là đặc trưng riêng chỉ có ở đồng hồ Audemars Piguet. Ví như là cỗ máy đa chức năng, tuyệt tác thời gian này vừa là tiếng nói của thương hiệu, vừa toát lên dấu ấn cá nhân của chủ sở hữu sau này. Nhìn vào cỗ máy thời gian này thì thật khó có thể nghĩ rằng khi mới ra mắt công chúng, bộ sưu tập Royal Oak of Seoul đã phải nhận rất nhiều sự đả kích đến từ những tín đồ Royal Oak. Càng khẳng định rằng là sự nỗ lực của nhà sản xuất đã đạt được thành quả xứng đáng và hứa hẹn một tương lai không xa, những kình ngư của nhà Audemars Piguet sẽ còn vươn xa nữa để đến với những chân trời mới và khắc tên mình lên kỷ lục mới. Không biết là cảm nhận của các anh em nhà Gia Bảo Luxury sau khi xem video ngày hôm nay là gì thì hãy để lại bình luận của mình ở phía bên dưới để cùng trao đổi với chúng tôi. Và nhớ theo dõi những video tiếp theo để chúng ta tiếp tục cập nhật những mẫu đồng hồ hot nhất có mặt tại Gia Bảo Luxury nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những số lần sau.